Ngưng huyết chu quả. Làm gì vậy? Nhanh lên, nhanh lên. Kêu chứ, ngươi thôi mà còn cãi lý sao? Còn kêu nữa thì ngươi vẫn phải nằm trong lòng mà thôi, biết chưa hả? Chết rồi, xem ngươi còn kêu không. Lão quản gia, vị công tử gọi người đến cánh kia trường có chuyện. Được rồi. Trời.